Hiện tại giờ đang có một cái cây tưới mới được cải tiến rất là nhiều, cũng là hàng Đài Loan. Đây là cái cây cũ, lúc trước mình quay video là không có hàng để bán, các bạn rất là hiếm. Cái dòi tưới nó mịn như vậy nè, và nó có cái khóa như vậy, nhưng mà nó dở cái chỗ là thời gian thì nó sẽ xúc cái keo này ra để nó gớt ra, nên mình phải quấn cái cao su này. Thì bây giờ là nó được cải tiến rất là nhiều như vậy ha. Thứ nhất là cái tay bóp này là nó là dạng bóp rất là tiện lợi ha. Đó, nó lại có một cái khóa về để chúng ta có thể tưới lâu dài chứ không phải nó mỏi tay lắm. Đó, cái này là hay quá rồi nè. Rồi, cái này nó bằng nhựa rất là xịn, chất liệu rất là thấy ok ha bạn ha. Rồi, cái gì hay nữa à, cái nhựa thì nó làm gớt xuống nó bị, ví dụ như vậy thì nó sẽ nhẹ nhàng thôi, chứ nó không phải là nó một cái dạng mà nó cứng, nó va đập. Cái móc ở trên đây nó vẫn còn như sùa cũ, để chúng ta có thể móc vô cây để chúng ta tưới. Ví dụ từ nãy giờ muốn nói chuyện, mình muốn tay chân mình thoáng thì mình cứ vậy mình móc lên mình tưới. Đây, ví dụ kiểu vậy. Cũng đang kiếm một cái móc để mình tưới để nó lâu dài hơn. Rồi bên đây thì tưới bên đây đi. Đây. Đây là những cái cây lan đang cần tưới, tưới tắm rất là tốt. Đây, mình móc về mình tưới các bạn ha. Đây thì chúng ta thấy rằng là nó khá là giống nhau về kích thước các bạn ha. Nó vẫn là ống inox, không có bị gãy xét. Đặc biệt nó có nhiều cái cải tiến mình thấy hay quá. Thứ nhất là ở dưới đây nó dùng được cho những cái răng của những cái ống khác nhau. Còn lúc trước là ở đây là một cái, nó không có được những cái này làm cho nó bám không có tốt. Rồi, nó mình thấy nó có cả cái lọc luôn. Nó có cả là cái lọc trong đây ha. Cái này là cái lầu lọc ha. Và nó cải tiến đến nỗi như vậy nè các bạn. Mình tắt ha, xin phép tắt. Đây, hồi xưa là nó dùng keo, nhưng bây giờ nó là dùng cái bằng răng như vậy, nó không bao giờ nó hư hết. Đây các bạn ha, các bạn có thể làm cho nó những cái lọc, những cái dơ bẩn hay là do rong rêu nó lâu ngày nó bám lại. Đó, hay quá. Rồi, đây là hàng Đài Loan ha. Nó đầy đủ thông tin đây, chữ tiếng Hoa, tiếng Đài Loan mình cũng không biết. Đặc biệt là trên cái đỉnh này mình có thể lọc được cái rong rêu rất là dễ dàng, mình chỉ cần tháo này ra thôi. Tại vì sao ạ? Vì cái nước của ta nó lâu ngày, những cái lỗ li ti này nè, nó làm cho nó đóng rêu nên nó phun không có mịn. Nên chúng ta phải lâu ngày phải rửa chùi, nếu cái nguồn nước chúng ta rêu nhiều, nó có thêm một cái lò xo. Chúng ta nhớ giữ kỹ cái cao su này thôi là nó mất. Đó. Và cái hay của cái giò nước này mà mình xin muốn nhấn mạnh, đó là gì ạ? Đó là cái lỗ này nó rất là mịn. Nên chúng ta tưới nước cho cây nó sẽ không có bị tình trạng là dập cây, hư cây. Dù các bạn dùng máy phun mạnh áp lực thì cây tưới này nó vẫn làm cho cây mịn, nước mịn ra. Đây mình làm lại ha, cái này không có áp lực, nhưng các bạn thấy là cái này là quá đẹp ha. Nếu cái này mà mình sao ạ, mình có máy vô nữa thì nó cũng không có sao hết. Rồi, đây là cái sản phẩm mình xin cầm rõ để các bạn ha. Nếu chúng ta chưa có thì chúng ta nên mua, vì là cái này là không thể nào thiếu cho vườn lan các bạn. Và lúc trước có nhiều bạn đặt hàng nhưng không có hàng, chờ bây giờ khoảng nửa năm rồi mới có lại. Mà sản phẩm mới bây giờ nó lại cải tiến hơn sản phẩm cũ, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và giá tiền thì nó đắt hơn một chút, vì lý do là sản phẩm nó quá tuyệt vời. Mình xin hứa là sản phẩm này mình bán không có lời nhiều đâu, rất là ít ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn hãy đặt hàng ngay số điện thoại của công ty mình đăng trên video. Cảm ơn các bạn nhé.